Ngay lúc này đã tìm thấy chồng hot boy. Và chồng hot boy đã đi đâu mà khiến cô vợ khờ kiếm suốt 2 ngày liền? Giờ mà gặp em ở đây nè, để hỏi cái gõ cái câu chuyện nguyên nhân sao là sáng giờ em bỏ nhà đi mà để em Trinh tìm kiếm khắp nơi nha. Tìm em Lợi nè, thì giờ này cũng gặp em Lợi rồi. Ừ, anh chào em Lợi nha. Ờ, chào anh. Sáng giờ hôm qua giờ sao đi đâu mất tiêu mà vợ tìm hoài không gặp Lợi? Sáng giờ đi mua gạo rồi tình cờ gặp nhỏ kia sẽ có gian về cái nó quá ghen rồi. Về ghen thì ta lặng không giùm nữa. Rồi là làm sao mà cũng như nghe bà cô hàng xóm nói là em lên chiếc xe của con bé kia mà em ngồi sao là em ôm mà chiếc quy xanh nữa. Có không? Có đâu, tại chiếc xe nó chơi chấp ấu gà thì hộp trước dính chứ ôm chút xíu gì có gì đâu, cũng như là quá ghen rồi. À, cũng như là lẹ lẹ quá gì đúng không, lẹ quá lẹ lẹ rồi, cũng như gà. Là em chớ giới đó rồi em ôm đúng không? Rồi đi xe ôm đó, đi xe ôm thì em đi xe ôm hả? Đi xe ôm rồi vậy chứ không phải là cái gì là bà cô kia hiểu lầm rồi hả? Hiểu lầm mà quá làm sụm chứ. Rồi rồi sao em đi mà từ sáng tới chiều là sao? Đi, có đi thì đi đám tiệc thì nội nhậu, đi đám tiệc rồi mời uống vài ly gì đó rồi chảy ha, giờ chảy chút xíu gì đó. Vợ em đi tìm thì sáng giờ rồi mấy anh cũng bây giờ gặp em là hỏi nguyên nhân rõ cái câu chuyện như thế nào để chia sẻ cho bà con cô bác biết, để thôi người ta hiểu lầm mình là hot boy mà mình không có thương vợ khờ đó. Rồi sẵn qua đây mấy thương, em thật lòng mà tại chuyến xe thì nó có công chuyện nên đi hơn nguyên một ngày chút. Có thương thì vợ hay không? Có thương thật lòng, nhưng mà tại vì đi trễ với bạn bè rồi đó, rồi về trễ để ghen tuôn cũng sụm. Giờ sẵn ở đây không có gì Trinh nè, thì mấy anh em hỏi anh nè, hỏi thiệt nè, cái người vợ như vậy đó thì cũng như là không có được bình thường vậy đó, rồi anh có thương thiệt không? Không được bình thường thì không có sao, nhưng mà vẫn thương được cháu còn miên mẫn còn biết được rồi, nhưng mà em vẫn thương không có gì cho nó. Mà không có quen mấy người ở ngoài ha? Không quen ai nhá. Nó là phải nói là phải giữ lời đó nghe, để không thôi là nhiều khi á là người ta sẽ hiểu lầm mình. Đấy nói rồi. Là em đến đây giống như là em quen với vợ rồi để cho vợ mần nuôi mình, có không? Nhưng nhiều người ta nói gì đó có không? Không. À, cái đó người ta nói thì tại vì người ta thấy trước mắt thấy ở ngoài ta ngoài thôi chứ thật tới giờ bị chồng ta đâu thấy đâu. Tức là mình chăm sóc vợ, mình thương vợ, mình thiệt tình thì đúng không? Nhà thì ai đâu biết. Nên người ta thấy người ngoài người ta nói đánh giá mình vậy thôi. Em bị trong thì em thương thật lòng, với lại chăm sóc tốt. Chứ em thàm hy sinh bản thân của em nó cũng vẫn bình thường, vẫn lo lắng như đó bình thường. Lúc như theo anh chia sẻ đó là vậy, hàng ngày là chị Trinh là đi xin với bán vé số. Rồi bên cạnh đó là anh thì ở nhà anh nội trợ ha, nấu cơm nấu nước rồi giặt giũ này kia cho vợ, làm đầy đủ ở trong nhà hết. Tại vì vợ là không có nấu cơm chứ không có giặt giũ đâu được ha. Nói chung là không biết làm á, không biết làm chung, không biết làm chân luôn. Không biết là nó không phải là không biết làm mà làm không được. Làm được nhưng có cái mà nó chậm đúng không? Này nọ này nọ lâu lắm. Nè đưa em vô làm gì mau. Sẵn có việc làm đặt giặt bề ngoài thì làm kiếm tiền thêm gì đó. Lo lắng với bé, hay với hai chồng sinh hoạt rồi. Rồi em cho anh hỏi là lúc trước á là vợ mình nó bị tật nguyền như vậy đó, rồi em như thế nào mà em thương em yêu mà em lấy vợ? Lúc trước á cũng như mình gặp vợ mình là có không có được bình thường á, nên là sao lúc đó mình chấp nhận mình lấy nhận, vợ á. Mình thương vợ, mình về sống chung với vợ á. Mà trong khi đó là ở ngoài là có những người khác là bình thường. Tại mà vì... trong khi em thì nói chung là bình thường mà đẹp trai nữa đó. Nhưng mà tại vì có anh hai làm mai về thì em thấy vẫn được. Thì nếu như được hợp nhau thì ở. Còn không hợp thì thôi. Thì tại nhà em nghèo gì không có điều kiện để cưới vợ mới, rồi cưới vợ đầu lặng như ta. Hồi đó giờ em có đã có vợ chưa? Chưa luôn ha. Đúng là trai con trai ha. Nó tại vì còn nhà đang nhậu sẽ nhậu, ba anh em đang nhậu gì đó giờ. Anh hai dẫn về. Anh hai dẫn Trinh về ha. Trong khi làm mai cho em đâu chịu. Mới đầu là làm mai là không chịu. Không chịu, tại bé Trinh tự nguyện, tình nguyện.
À, bé Thinh, bé Trinh là em thì cũng đâu chịu đâu, tại đấy nói em nghèo không có tiền này nọ, chứ lo lắng như nó làm nó không có tiền, cái thì em nói trước gọi ban đầu mà. Thì bé Trinh nói em đâu cần tiền đâu, nếu như chỉ cần anh thương em thật lòng được rồi, thương tới già được rồi. Trời, nên vậy em đến đồng phòng qua chút đêm, trong đêm đó luôn đó. Lẹ dữ gì đó hả? Sao cái đêm nào đó luôn nè hả? Hỏi thiệt luôn. Hỏi thiệt mà lúc đó là cô có xỉn không? Lúc đó là em lại có xỉn không? Cũng, lúc đó uống bao nhiêu lon rồi? Hơn xỉ rồi. Ờ rượu ha. Mới hơn xỉ ha. Xỉ chưa xỉn đâu. Nghe nghe chưa? Xỉ thì cũng như là đổ nóng máy, đổ vô có máy, máy chạy đó. Máy tôi chạy dữ lắm rồi. Còn miễn sao có xăng là chạy rồi đó. Tức là gì nè, em lại là có hai cái điều kiện là mới chịu luôn. Thứ nhất là có rượu rồi, bắt đầu thấy em Trinh là chịu không nổi. Thứ hai nữa là vì cái hoàn cảnh nghèo không có tiền để kiếm người khác, do đó là em Trinh này chấp nhận vậy rồi chịu luôn, phải không? Đó là hai điều kiện đó là mới chịu làm vợ chồng luôn. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất đó là khi em Trinh nói là em không cần cái gì hết, chỉ cần anh thôi. Cái đó mới quan trọng đó, tiếng sét ái tình đó, làm rung động con tim của em lại. Rồi rung động thì thôi chứ em mới thương nó thật lòng vậy đi. Rồi chứ sau này bề ngoài đâu, bề ngoài thì cỡ nào cũng được, xấu hết đẹp gì. Đúng rồi. Đây. Rồi sau này em lại thấy vợ mình là em Trinh đó, là có cái điểm nào để mà mình thương để mình chung sống suốt đời? Cái điểm nào mà là em thấy em thương Trinh nhất? Thì bé Trinh cũng dễ thương, nói chuyện ngọt ngào này nọ. Nói chuyện cũng để trái tim mình muốn rung động lên luôn, muốn sức như ngoài luôn. Rồi có cái là nói chỉ cần em không cần tiền, chỉ cần sống với em là trọn đời được, chung thủy được rồi. Thì lúc đó là đổ vô máy cu le dân dung dữ lắm rồi. Thì vô nhà con cái sập dán luôn đó. Có cái này nè, Trinh nãy nói là lúc đầu á là cặp bưởi đó, bây giờ sao em làm mà còn có cái cặp chanh nè. Xài hao dữ rồi. Xài hao quá hả? Nó còn bự bự non ha. Nhưng mà bây giờ bự cũng có bự non và hơi bự một chút. Cái bây giờ sao mà nó hút mạnh dữ, không biết sao, còn bây giờ còn có trái hạnh luôn à. Hạnh luôn đó phải chanh ha. Chanh còn đỡ và hạnh luôn à. Xong rồi để bộ dưỡng cho mấy mấy năm nay sao mà nó không bự lên không biết. Chi bởi anh có cái bộ răng chính giữa thì là nó sức hết một cây đúng không? Có cái này là tại vì đúng tre. Tre ha. Thôi mình hỏi vấn đề này hoài, nói chung là đúng em tre là leo độc tre đúng không em? Gán đi về năn nỉ em Trinh đi, hồi nãy quá trời rồi đi kiếm rồi. Đi kiếm dữ lắm luôn đó. Cốc mà nghe cái bà chị là đi dọc đường là nói là em đi với một cái người khác, nên thật sự Trinh rất là buồn. Nên là em phải về nhà là làm một cách nào để năn nỉ vợ nè, để cho vợ tin tưởng mới được. Chứ không thôi là bây giờ nó đang gọi là ghen rồi đó, đang ghen, đang giận dữ lắm luôn. Biết rồi, giờ rồi làm sao đây? Hồi nãy đi về thì em cũng năn nỉ dữ lắm rồi. Em năn nỉ nói em ơi, lỡ người ta đánh mình tháng này nọ đó, người ta mời nó uống vài ly. Có mấy ly tại vì ngoài chơi với bà mấy ông mấy người quen thành phố về đó, quen vậy nói chuyện chơi vậy đó. Giờ xong vậy mọi chuyện sáng tỏ rồi ha. Vậy là có về gặp em Trinh này hả? Em Mỹ rồi. Rồi sao rồi em Trinh sao? Em Trinh thì hiện giờ còn ở nhà. Rồi lúc đó bớt giận gì không? Bớt à. Rồi lúc đó có rung động gì hay là nó chẳng đến rung nhà không? Không, cái đó là đang khóa cửa rồi. Khóa cửa kêu mở cửa vô rồi dặn đang đá cục đèn, nhưng mà hồi chưa có được có kẹp quá thử rồi. Nói chung bây giờ là hai vợ chồng là đã gặp nhau, đã làm quà là cũng mấy anh em cũng rất là mừng luôn á. Sợ mấy anh em đến đây là làm cho hai chồng giận nhau thì mấy anh em thật sự rất là buồn. Hay là chút xíu mình lại gặp em Trinh với nói chung là phải gặp em luôn. Để coi sao. Phải đặng tìm rõ cái sự thật luôn, coi hai người đã làm quà chưa. Nếu không tin thì gặp bé Trinh đi. Bé Trinh bây giờ ở nhà hay là ở đâu? Dạ, ở có nói đang ở nhà. Đang ở nhà, không chừng đang là gia kiếm luôn nữa đó. Chừng ghen gia kiếm nữa. Dám lắm mà đi. Đi ngoài là mới đi ra đây gặp mấy anh luôn đó hả? Dạ. Mới đi ra đây rồi. Rồi lúc mà ông đi á, ông có nói gì với bả không? Sao bả làm dữ vậy? Đi thì có nói rồi, nhưng mà ghen thì ghen à. Mình đi mình nói làm sao mà bả ghen, bả chạy bả kiếm bả làm quá trời luôn vậy? Thì nói năng nỉ nói thì tới gì anh ấy anh đi phải không, thì anh đi ít lợ đi nửa ngày à hả? Không nói thì không nói thì đi ngày đó
Trời ơi. Không, nói chung là biết sao không? Nó nằm đường hơn gì đâu. Tại vì em Lợi thì lành lặn và đẹp trai nữa nè, mà em Trinh thì lại khuyến tật từ nhỏ. Trinh phải giữ một cái người chồng như thế này á, Trinh giữ và luôn luôn là phải ghen tuông rồi. Đi đúng ra đường hay lâu là phải ghen rồi. Sợ có khác lành lẽ nhỏ đẹp này nọ sao? Sợ bởi vậy. Nên biết Trinh mới làm vậy. Rồi hứa nha, hứa là phải phải thương yêu vợ rồi nha. Nha. Mấy cũng nói chuyện dễ thương lắm á. Thôi bây giờ mấy anh em mình đi cái đằng kia đi, rồi em có gì em về nhà đi, rồi mấy anh chút xíu có gì ghé sau ha. Rồi để thôi xem anh. Vợ chồng như thế nào. Rồi, bây giờ hai chồng làm quà rồi, giờ hai chồng ra đây ngồi uống phê phải không? Dạ. Thì hồi nãy cho anh hỏi là em Lợi đi về có nói gì với em chưa? Mà lúc em Lợi mà đi đã 2 ngày nay rồi đó. Em dặn em không có nói chuyện chồng năn nỉ. Chồng năn nỉ làm sao? Ôm em năn nỉ nói cho chồng xin lỗi đi, cậy chồng đi mua đồ rồi mua sữa với tải cho con. Rồi đi sau mình chờ gặp thằng bạn thân ở ngoài trường. Nó rủ chồng đi nhậu rồi chồng nhậu rồi cửa xấu nhậu thỉnh quá rồi chồng thỉnh chồng không biết đường về. Chồng ngủ ở lại đó rồi chơi ở nhà bạn chồng ôm chồng quên điện vợ không có điện thoại cho chồng liên lạc nên tới giờ này chồng mới về kiếm vợ. Tại quá Lại ơi, em mới nói bữa đó có bà cô bà gì vỡ gặp anh ôm nhớ lầu đi xe với nhớ lầu ôm em đó. Anh có bồ anh bỏ quên là bộ hoài kia. Anh nói gì nè, đâu phải rồi anh đi xe đò xe ôm thấy giỡn thôi chứ có bồ bịch đâu. Được kể rành mặt luôn ha. Dạ rồi. Thì nói chung nè, bây giờ chồng hương em như vậy rồi là em phải bỏ cái tính kia, không có giận hờn chồng vu vơ nữa. Tại vì chồng hương rồi, chồng mình hương mình sao mình giận hờn vậy? Mà mối còn cái đi nhậu bỏ không ta. Đi rồi nữa là có hứa là có đi nhưng mà đi nửa ngày à. Còn đi đâu? Đã thí dụ đi đám tiệc đồ nhậu sạch. Mà nửa ngày cho lại thôi. Sợ có đi chứ đừng đi qua đêm, đi qua đêm là không có được. Rồi không qua đêm ha. Không có qua đêm. Không có qua đêm không có được. Rồi lại hứa với có mấy anh ở đây làm chứng rồi. Hứa đi, hứa đi. Hứa làm sao? Ở lần đó để tới là đi ít trời. Rồi. Nên đi chút xíu rồi vậy à. Mà có đi nhậu cũng bay báo cho vợ biết luôn, để em thôi ở nhà không yên tâm. Nhậu báo cho vợ biết. Rồi. Hứa luôn. Hứa ngày móc áo. Móc áo rồi. Rồi. Trời ơi, đúng rồi đó, đúng rồi chính xác đó. Rồi không? Trời ơi. Rồi vậy là quà rồi đó. Quà ha. Vậy là vui vẻ nha. Sao khi mà chồng về có suy nghĩ như thế nào Trinh nói cho mấy anh em biết coi. Vui. Ôm chồng quá trời. Không ngủ với chồng được một đêm chắc thức sáng đêm luôn quá trời ơi. Có ôm chứ ôm chứ phải cho đi hình xã hơn xíu chứ đi. Cái này gì đâu ôm hoài vậy đó. Ôm hoài nha, ở nhà cũng vậy luôn hả? Ở nhà mà mới lần ngủ phải kêu ngủ cái bên mới được. Còn mới lần làm ăn phải trên mền, cái lần ôm được cũng chết. Mà giữ dằn mà. Cứng mưa trời ơi. Có mà không không? Trinh, hôm qua mà thấy lúc mà chồng mình đi mà cả ngày chưa về đó, lúc đó có suy nghĩ là ảnh đi với người khác không? Có. Mình có sợ mất không? Sợ. Anh đi với cô Lan gì đó không? Thật sự anh đi nhậu với bạn ảnh. Hên quá ha. Trời ơi, mấy bữa đó mấy anh em nói chơi thôi. Rồi bây mốt là nghe, gắng giữ chồng nha, đi đâu phải đi theo nha không? Đi đâu cũng phải đi theo vậy, làm như vậy nha không? Đàn ông đi nhậu nhạc đi vợ đi theo làm gì? Không có khoảng trống chút xíu chứ. Hứa đi nửa ngày rồi. Đừng có đưa giọng em. Chút xíu là đám thắng là nhỏ cháu kìa cho uống vài ly à. Nâu là gì chạy? Nâu là gì? Nâu là cho. Nâu là cho hả? Cho đó. Thôi cho đi, cho chồng đi. Không em đi lên chảnh luôn chung luôn. Đi chung luôn. Đi chung ăn uống. Đi chung luôn. Không. Vậy là không thương chồng rồi đó. Không có. Lâu lâu có lặng phải của cháu mà. Mấy tháng này à? Đi luôn. Con ẩm con đi luôn. Mấy tháng nay có nhậu đâu vậy? Không. Thôi nghe lời vợ đi. Đừng có nhậu nhiều.
bây giờ con còn nhỏ phụ vợ nhậu ít rồi thì mấy tháng nay em nó nhậu ra bỏ không mình đi ăn được không, cho chồng đi ăn được không? Đi ăn với em ở nhà nha. Không em đi theo luôn phải không? Không đi theo luôn chung ăn luôn ha. Đi theo luôn đi theo ăn ha. Ăn lẩu ha, vừa đã ta quá hạnh phúc rồi. Rồi giờ xíu đi ăn. Ngày mới về không gài đi mấy ngày là sao đi Trinh nhớ chồng không ơi. Được dữ dằn không Trinh Trinh ơi nước sao hai ngày xa cách rồi Trinh rồi bộ bỏ anh đi anh có mà mùi chua hay gì mà ngửi ngửi hoài ta cái mùi cái một ngày ra một năm hai ngày ra hai năm trời ơi xa một ngày như là xa một năm kìa dữ không xa một năm xa hai ngày như hai năm chồng hết tôi sợ chồng hết tôi có luôn dữ rồi kìa vậy chồng đi chứ không phải ngủ nhà bạn đúng không hả đi với cô Lan đúng không có đi cô Cúc luôn. Cúc tức là Lan không đó Cúc mà có Cúc là trứng Cúc á trời ơi trứng Cúc ăn trời ơi tao nói chơi chút xíu làm dữ ra mà lâu chứ Trinh 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 đó nè ảnh á đè không thơm mùi gì thơm mùi gì thơm mùi me hot boy rồi hát một bài nào tình cảm coi hát bài tình cảm coi hát bài tình cảm tặng chồng coi hát bài tình cảm tặng chồng coi và dặn cấp tiền đâu trời ơi ca không luôn à nói chung là thấy là chị Trinh là hương anh lại nhiều lắm quá trời thơm mùi chanh không có khi nào hai vợ chồng có cái mơ ước gì không đúng rồi Trinh có mơ ước gì Trinh? Chị mơ ước ở bên chồng suốt đời, có nhà có chết. Bây giờ gì nè, Trinh muốn ở bên chồng suốt đời phải không? Hồi đó mình là trái bưởi, bây giờ hành trái hạnh luôn rồi. Bây giờ gắng tập tạ hay tập gì lên để cho nó tại lắm cũng trái cam chứ. Phải không? Thể dục mỗi buổi sáng đi 10 vòng. Bây giờ thể dục mỗi buổi sáng đi 10 vòng hả? Trái hạnh chịu cũng đừng nữa, có cái bạn đồ cưới không? Có mơ ước bạn đồ cưới không? Đó 11 giờ, mấy anh em sẽ cho một bộ ảnh cưới. Bây giờ hai vợ chồng có muốn là tổ chức một cái bữa tiệc cưới không? Tiệc cưới nho nhỏ không? Muốn nghe. Tại vì cấp ban đầu vậy nó vậy nó ở nó mấy tháng nay nè nó là phải có bộ đồ cưới đồ. Hai vợ chồng cho với chụp một tấm hình ha. Đi đám cưới chị hay chị chụp hình cưới. Mùng 29 á. Vậy cho một bộ ảnh cưới luôn đi. Đó, rồi thì nếu mà làm sao lại chồng, em có muốn có một bộ ảnh cưới với vợ và một cái buổi cái tiệc nho nhỏ để mà kỷ niệm không? Là một cái kỷ niệm một buổi muốn. Trinh sao? Muốn không? Muốn ha. Thì để anh Quang tài trợ. Tức là hồi nào tới giờ là có bận áo cưới chưa? Chưa. Để muốn bằng áo cưới luôn. Rồi rồi, vậy là anh Quang tài trợ tới mấy anh em là sẽ anh Quang lo. Mấy anh em sẽ hùng nhau là lo cái chuyện này. Đó, anh Quang nè thấy không? Anh Quang lo hết. Anh Quang. Anh Quang với chú Vinh luôn. Chú Vinh luôn. Rồi anh Quang với Vinh. Hai người thôi nha. Nhiệm vụ chú Vinh chính. Chú Vinh là đại diện cho nhà gái. Đó, Quang đại diện đàn trai phải không? Đàn trai phải không? Anh Vinh nói nó đưa xin lễ đi nha. Vô. Anh Vinh thì làm chú rể phụ, anh Quang làm cô dâu phụ. Quá hạnh phúc ha. Rồi thôi nói chung là gì là cũng chúc mừng hai vợ chồng nha. Đừng có hiểu lầm nhau nữa. Mất công anh em đi kia tìm kiếm giùm. Rồi mai mốt có điều kiện thì anh Quang và anh Vinh sẽ hỗ trợ để đi chụp hình bộ đồ cưới cho đẹp nha. Rồi cảm ơn anh Quang với anh Vinh đi. Quang Vinh có muốn tài trợ cứ liên hệ nha. Bây giờ sẵn đây là cũng lên tiếng luôn là những cái studio nè ở Hồng Ngự này mà có muốn tài trợ cho hai chồng hot boy và hot girl này nè chụp cái bộ ảnh cưới. Còn không á là cho mượn áo cưới với hình áo cưới với áo vest để phải không, phải không? Để chụp hình là hạnh phúc rồi. Rồi, okay. Rồi thôi chào hai chồng nha. Chúc hai chồng hạnh phúc nha.